Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phần 2 phỏng vấn đặc biệt Mục sư Ngô Đắc Lũy. Khi mà chúng ta nói vấn đề mà giáo dục ở lại Việt Nam thì cái nhận định đầu tiên của Mục sư là như thế nào dạ thưa Mục sư? vâng, thưa anh Võ Thành Nhân, đây là một cái vấn đề rất lớn ở trong nước bởi vì uh, giáo dục luôn luôn trong mọi thời đại thì được xem là một cái chìa khóa để mở cánh cửa lớn vào tương lai và từ ngàn xưa thì các vị tiền hiền của Việt Nam các vị tiên đế cũng đã nhận định được một cái điều rằng à, hiện tại là nguyên khí của quốc gia nếu mà cái nguyên khí mà thịnh thì quốc gia sẽ hùng mạnh mà nếu cái nguyên khí mà bị suy đó thì quốc gia có cái uh, nguy cơ là bị suy vong. Và rõ ràng một cái điều mà chúng ta thấy rõ rằng từ năm 1954 ở trên lãnh thổ miền Bắc và từ năm 1975 ở trên phạm vi toàn quốc Việt Nam thì cái nền giáo dục Việt Nam không nhằm cái mục đích là đào tạo cái hiện tại cho đất nước nữa. Cho nên Việt Nam không còn nguyên khí. Tại sao mà tôi nói ra cái điều này? Bởi vì thực tế đó thì người cộng sản rất là sợ trí thức. Ngay cả cái một cái lãnh đạo lớn của Trung Quốc đó là Mao Trạch Đông cũng đã từng ví trí thức như là một cục phân gà. Thì ngay cả cái điều đó đó cũng đã truyền bá đến cho Việt Nam. Mặc dù người Việt Nam thì trong các cái lãnh đạo chưa bao giờ có một cái tuyên bố nào mà nó giống như cái tuyên bố của Mao Trạch Đông. Tuy nhiên trong cái cuộc cải cách ruộng đất rồi trong cái vụ án nhân văn giai phẩm đó thì họ cũng đã tiến hành cái cuộc cách mạng mà địa hào trí phú Tức là gọi là trí phú địa hào đào tận gốc tróc tận ngọn Nghĩa là trí thức là kẻ thù của giai cấp vô sản Thì rõ ràng trong suốt khi mà nắm quyền cho đến nay đó Thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cái chủ trương lãnh đạo cái nền giáo dục đó Và cốt là đào tạo ra những cái nô tài Để mà phục vụ cho cái quyền lợi chính đáng của chế độ Chứ không phải là đào tạo ra những hiện tài để mà phục vụ cho cái lợi ích dân sinh, cái lợi ích của dân tộc. Chính vì vậy mà từ năm 1954 cho đến nay đó thì Việt Nam không có hiện tài. Và điều này cho thấy rằng chính vì vậy mà cái nguyên khí của quốc gia là đang rất là yếu và cái điều này nó đe dọa cho cái việc suy vong của cả đất nước. À, nhiều người mà quan tâm tới cái vận mệnh của quốc gia Thì khi mà nhìn vào cái nền giáo dục trong những cái năm gần đây Chẳng hạn như là à, thầy giáo, cô giáo đi mua tình đối với học sinh Hoặc là gia đình học sinh phải à, bỏ tiền ra để mua điểm Đặc biệt là trong cái kỳ thi tuyển sinh đại học à, niên khóa 2018-2019 vừa rồi đó Thì ở trong nước à, rộ lên một cái điều mà nó đau khổ cho không những cái ngành giáo dục mà toàn xã hội đó là cái việc mà những cán bộ lãnh đạo của ngành giáo dục ở các cái tỉnh Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình họ sửa điểm à, cho các con em của các cán bộ cao cấp ở trong các lãnh đạo chủ chốt ban ngành của các cái tỉnh đó và có nhiều thí sinh đó sau khi mà phúc khảo lại cái điểm đó thì thậm chí là họ chỉ được điểm 3, điểm 4 nhưng mà À, cái điểm mà được sửa chữa là lên đến 29 30 điểm để họ được thủ khoa vào các cái trường đại học. Thì rõ ràng đó là một cái chủ trương mà đào tạo nô tài cho chế độ. Và cái điều này cho thấy rằng cái việc mà Trung Quốc khi mà họ đưa quân họ xâm lấn cái à, biên giới trong à, từ năm 1979 đến giờ. Rồi à, cái việc mà các cái giàn khoan của họ xâm lược các cái vùng lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đó thì chính phủ việt nam vẫn không có bất cứ một cái dấu hiệu nào là bây giờ phải bảo vệ cái chủ quyền có thể thậm chí là phải chống trả bằng vũ lực mà ngay cả người dân nói thật với anh nếu mà bây giờ đảng và nhà nước cộng sản việt nam mà kêu gọi người dân mà cầm súng để mà ra chống lại phía trung quốc xâm lược đó thì chắc chắn cũng rất là khó có người ủng hộ bởi vì họ không muốn à, cái sự tồn tại họ không muốn chết, họ không muốn đổ máu à, thay cho Đảng Cộng sản. Dạ yeah. và đó là cái cái nguồn gốc mà có thể nói truy đến cùng là do cái uh, sự suy đồi của nền giáo dục Việt Nam. Nhưng mà nếu mà muốn thay đổi nó Thời hậu cộng sản Thì những cái gì về vấn đề giáo trình Trong vấn đề dạy học cho các em ấy, thì Tại vì một sư trước kia cũng từng đã đi học sư phạm của Việt Nam Đã từng đi dạy Thì cái vấn đề mà cái giáo trình Cái curriculum của những cái hệ tiểu học Trung học và đại học thì Những cái điều gì căn bản cần phải thay đổi vậy thưa một sư Dạ vâng, thưa anh cảm ơn anh về câu hỏi này à, Có thể nói rộng ra một tí Tức là cái nước Nam Hàn đó À, trước năm 1970 là một trong những cái quốc gia nghèo nàn và lạc hậu ở à, châu Á thế nhưng mà khi mà vị tổng thống của họ đã nhìn thấy được rằng cái vai trò quan trọng của cái nền giáo dục đối với cái sự phát triển à, dân sinh đó thì họ đã sử dụng nguyên cả một cái hệ thống à, sách giáo khoa của Nhật Bản họ dịch sang tiếng Hàn Quốc và để sử dụng trong hệ thống giáo dục của Hàn Quốc từ tiểu học tới đại học. Và chính nhờ vậy đó mà nền kinh tế của Hàn Quốc đó đã, tăng vọt rất là nhanh. À, hiện giờ thì có thể là đứng thứ hai, thứ ba ở khu vực châu Á. Đối với người Việt Nam thì có nhiều cái thuận lợi hơn thưa anh từ sau khi mà mất miền nam thì hơn 3 triệu người dân việt nam đang à, đã đi tìm tự do ở các quốc gia à, châu âu và đặc biệt là ở hoa kỳ ở úc châu thì những người này cũng rất là thành đạt ở trong à, cái lĩnh vực giáo dục và chắc chắn trong cái thời hậu cộng sản nếu mà cộng sản nhường lại cái quyền lãnh đạo cho người dân tức là trao tất cả mọi cái quyền quyết định về cái vận mệnh đất nước cho toàn dân đó thì chắc chắn rằng có cả một cái lực lượng các cái nhà khoa học các nhà giáo dục mà rất là thành đạt ở hoa kỳ ở úc châu và ở âu châu họ sẽ trở về và những người đó sẽ là những cái người mà việt nam không tốn một cái xu nào để đào tạo cả nhưng mà lại là rất là hùng hậu À, những người rất là à, tiến bộ trong cái thời đại internet hiện nay thì chắc chắn rằng đó là những người mà được tiếp thu cái nền giáo dục rất là tiên tiến ở châu âu ở úc châu và ở hoa kỳ thì họ sẽ mang những cái tinh hoa đó về đó là điều mà chúng ta không hề lo lắng không cần phải lo lắng cho cái thời hậu cộng sản đặc biệt là cái nền giáo dục. Dạ. Yeah nhưng mà khi mà chúng ta nói tới cái đạo đức và cái cái văn hóa nó sẽ được giảng dạy như thế nào ở trong cái đất nước ở dưới chế độ cộng sản hiện nay thì Mục sư có một cái điều gì ghi nhận hay không? Vâng, nói về cái đạo đức đó, thì bởi vì chế độ cộng sản là nó được xây dựng nó được hình thành trên một cái sự dối trá. Chính vì vậy mà ngay cả những cái lãnh đạo của cộng sản Việt Nam không phải chỉ riêng trong cái lĩnh vực chính quyền mà trong các cái ngành khoa học trong ngành giáo dục á thì họ vẫn phải dối trá họ mới tồn tại được. Tức là họ phải báo cáo những cái thành tích mà không có thật, hoặc là những cái điều gì mà nó xấu thì họ che giấu đi. Chính vì vậy đó mà cái đạo đức của Việt Nam là nó đã suy đồi không phải từ năm 1975 đến nay mà từ năm 1954 trên khu vực miền Bắc và từ năm 1975 trên toàn quốc là những nhà giáo dục á trước đây á thưa anh cái nguyên lý giáo dục của Việt Nam Cộng hòa là tự do và khai phóng. Đặc biệt cái chủ trương của nền giáo dục Việt Nam đó là gì là lương sư hưng quốc và bất lương sư thì văn quốc. Nhưng mà trong cái nền giáo dục của cái gọi là xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay đó thì một 100% người thầy giáo là những người mà bất lương sư. Cho nên đó là cái việc mà À, những cái thế hệ tiếp theo những thế hệ học trò khi họ trở thành thầy giáo cô giáo trở thành các nhà khoa học thì cũng tiếp tục trở thành những người bất lương sư và họ tiếp tục phải đào tạo cái thế hệ trẻ cũng đã trở thành những cái bất lương cho nên nói về cái đạo đức thì ở Việt Nam hiện giờ là không có dạ yeah. chỉ có cái đạo đức cách mạng đạo đức mà có thể là giết chiếc nửa bàn tay không biết mỏi đó cho ruộng đồng lúa tốt lúa thuế mau xong cho đảng bền lâu cùng rợp bước chung lòng thờ mau chủ tịch thờ stalin bất diệt đó là cái đạo đức của người cộng sản và đạo đức của người cộng sản thì đối với nhân loại là hoàn toàn phi đạo đức anh nhưng mà khi những cái thế hệ những cái nhà khoa học những nhà giáo dục việt nam ở hải ngoại khi mà quay trở về để mà À, phục quan phục đất nước cái thời hậu cộng sản đó thì họ mang cái tinh hoa của nhân loại từ khắp nơi về thì điều đó là họ sẽ đào tạo được cái thế hệ trẻ Việt Nam mà à, hết sức là à, chuẩn mực hết sức đạo đức. Yeah, dạ. Yeah, xin được cảm ơn một sư. À, kính chào quý khán giả và cảm ơn anh võ thành nhân đã cho chúng tôi một cơ hội để mà chia sẻ hôm nay. Dạ. Kính thưa quý vị, VTV sáng nay đến đây là chấm dứt. Bích Phượng kính mời quý vị đón xem VTV thứ bảy ngày 24 tháng 8 năm 2019 vào lúc 11 giờ Hoa Thịnh Đốn. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến cho VTV xin email về vtvnews@gmail.com. Bích Phượng xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị một cuối tuần an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình.